À, đạo tràng chúng ta mấy điểm tập trung là tu cũng à, gần cả ngàn người nên à, đây là một cái đạo tràng nhưng không chung rất là đặc biệt nhớ quý vị à, vì sao à, thế giới cực lạc rộng lớn như vậy là ngay chỗ cái nhân địa tu hành của Phật A Di Đà quá rộng lớn nên có câu nói rất hay để nhắc nhở mình à, Tâm lượng lớn thì phước báo lớn Tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ à, Cái quốc độ của Phật Ai-di-đà quá rộng lớn Không có giới hạn Đại lão ở à, Thượng Tình Không Ngài Giảng à, Từ Trung Kinh nói rằng à, Cái quốc độ của thế giới cực lạc là Mười phương khắp Pháp giới về bao nhiêu cũng không chặt Rộng lớn đến mức gì Đó là gọi là công đức Công đức hình thành được quốc độ Từ nơi đó mà Không có giới hạn Còn cái Quốc độ cõi ta bà mình là từ Phước duyên Mà hình thành Phước duyên thì có giới hạn Nên mỗi một người mình niệm Phật à, à, Tâm lượng mình Phải phát rộng lớn ra mà Tâm lượng lớn thì phước báo lớn Mà tâm lượng lớn nó không có chất chứa những cái buồn giận hận trách người để trong tâm mà không phải một sớm một chiều làm được đó quý vị mình tu tập từ từ rồi mình mới buông được những cái buồn giận hẳn trách ra có nhiều người nói con cũng niệm phật á thầy nhưng mà sao không làm được cũng niệm phật mà làm được vẫn còn buồn giận hẳn trách người cái giảm nhẹ bớt gì cũng được rồi đó từ từ niệm phật chứ nó cũng có kết quả nhưng phải cần quân tập câu Phật hiệu giống như mình rèn luyện niệm Phật với từ từ nó thành khói cái câu Phật hiệu thành lực lực niệm Phật mạnh lên thì cái việc mà buồn giận hẳn trách mình muốn buông ra được mình niệm từ từ với tâm lượng mình mở rộng ra thì sự tha thứ khoan dung mình lớn hơn cái này là cái quan trọng vì biết rằng một con người mà tâm lượng hẹp hòi thì giống như một ly nước vậy. Bây giờ cái ly mình chế nước vô Mình cầm nguyên ca nước mình chế vô chăng nữa Thì cũng đủ cái ly thôi Chứ đâu thể nào chế, chế hết cái ca nước vào vào được đâu Nên từ nơi đó mà Con người từ nhỏ phải được dạy tâm lượng Phải mở rộng ra Cái tâm lượng rất mở rộng ra Thí dụ như bây giờ người làm cha làm mẹ này Rất thành đạt Nhưng chưa chắc đứa con thành đạt Dù cha mẹ tạo sẵn sự nghiệp đó, Sự nghiệp cha mẹ tạo sẵn hết luôn á Nhưng mà để ra đứa con này là thất bại Vì sao? Thì giống hệt như hồi nãy như chúng ta nói Cái tâm đứa con là cái ly Cái tâm cha mẹ là cái ca Thì cái ca nước có chế vô ly Thì cái đậu cái ly nước thôi Nên muốn cho con mình giữ được sự nghiệp lớn lao cho mình Thì tâm lượng phải mở rộng ra Giống như muốn cho người đệ tử Giữ được cái sự nghiệp của mình Thì người đệ tử này tâm lượng phải lớn Còn người đệ tử mà làm tâm lượng nhỏ Thì đưa cho nó là hư hết Mắc sạch, không được cái gì sự thành công của người khác là từ tâm lượng lớn nó mới hình thành được Còn nếu đưa cho một người mà tâm lượng nhỏ thì đưa họ phá Phá sạch không được cái gì Nên cái tâm lượng là cái rất quan trọng Mở tâm lượng ra nhớ Có những người gặp nhà Đức hỏi có những câu mà chúng ta có nhiều người cũng bị dính phải Bây giờ trong cuộc đời con rất là khổ cũng niệm Phật đó. Mà khổ vì một gia đình, khổ vì chồng, vì vợ, vì con khổ quá Bây giờ xin hỏi là cái cô này bên Mỹ Cô hỏi rằng là Bây giờ con muốn chia tay chồng con Bây Giờ sống khổ quá Vì áp lực không tưởng tượng được mệt mỏi quá rồi Chịu không nổi Con biết gì con không đi qua bên Mỹ Con không có chồng bên đó đâu Khổ quá rồi Bây giờ có hai đứa con không lẽ mỗi người Dẫn đứa đi Bây giờ xin hỏi rằng Con nên làm sao Những đứa nói rằng là Nếu như quý vị tin nhân quả đến cuộc đời này là đòi nợ trả nợ báo ơn báo quán quý vị nó không có gì bỗng không cả bây giờ mình đến với người ta mà mình khổ như vậy là do mình thiếu nợ người ta mà lúc mà trả nợ cho người ta mà mình còn niệm phật lúc mình trả nợ cho người ta mà tâm lượng mình mở rộng ra có nghĩa là không có thiệt thòi gì mình biết niệm phật mình niệm phật là chữ phật là chữ giác ngộ nên lấy cái chữ giác này để quá giải cái mê của mình cái mê tâm cái mê là bản thân mình khó chịu không vừa lòng không vừa ý thì mình dùng chữ phật này để quá giải quá giải nên từ nơi đó mà những đức khuyên rằng là một bên là cố gắng niệm phật đi còn một bên là trả thì cố gắng mà trả có những lúc buồn thì cũng phải niệm phật có những lúc vui thì cũng phải niệm phật chứ không phải kiêm hoàn toàn vui nữa đâu có những lúc cũng buồn lắm buồn vì mình khổ quá khổ đến mức mà nó nó bế tắc quý vị thật sự có những con người, người ta khổ bế tắc luôn vì cơm ăn áo bằng cuộc sống gia đình thôi thí dụ như người ta đi làm ta đem tiền gì mình lo về gia đình người ta về khi mặt lớn mặt nhỏ mình ăn cơm nó cũng khó chịu nói đâu xa lạ cái chuyện mà cha mẹ thôi cha mẹ mà sống với con thôi con mà nó làm có tiền đem gì nó có tiền nó dư nó làm dư giả được thì gì còn vui mình ăn cơm còn thấy ngon còn con lúc nào mà nó làm mà không có tiền có khi nó về con rể con dâu nó nói những câu làm cho cha mẹ già sống nổi một ngày nào khi bị gặp phải, vì nó rằng tôi đi làm kiếm tiền cực quá trời cực, còn người ta ở không, có ngày còn chê khen, ngồi chơi sơ nước mà cứ chê khen suốt, nói chuyện quá nổi, à, nên từ nó đó cả mình sống với bà con dòng họ, mình mà làm gì ta nói người ta người dân nước lã mà mà làm nhiệt tình còn bà con dòng họ gì đâu mà mà làm bê tha, mình chịu không có nổi với à, nên những cái câu nó làm mình chịu không có nổi. Nhưng quý vị phải nhớ, nhớ kỹ rằng là Ở trong cuộc đời này đòi nợ trả nợ Có nghĩa là Có đòi nợ, có trả nợ Có báo ơn và có báo quán Đó. Nên, nên cái chuyện mà ghép vào Vợ chồng cũng vậy Có thận duyên, có nghịch duyên Nếu thận duyên không thì vì không về tu Vì sướng quá vì thấy Có nhiều người ta quá thận duyên, ta quá sung sướng Chồng nâng niu chiều chuộng Người ta sẽ không bao giờ đi lễ Phật lễ quan âm đâu vì người ta sướng quá đi lễ Phật lễ quan âm gì nó nó cũng có cái khổ ở trong cái thuận cái cõi này là nó khổ không nói hết mà Và bây giờ quá khổ rồi nó trở ngại quá trở ngại rồi thì mình cũng mong làm sao nó tiện cho mình một chút nhưng quý vị phải nhớ kỹ trong cái trở ngại đó đó nó nhờ như vậy mà quý vị còn có thể niệm phật vì nếu quý vị không niệm phật vì không còn con đường nào chứ trong cái khổ tột cùng luôn thì mình phải tu thì mình vui mình trả nợ đi còn một bên mình cố gắng nỗ lực mà tu Niệm Phật Niệm Phật làm sao mà cái tâm mình hiểu ra Thiếu nợ thì trả đi than vang làm gì Thì quý vị tu từ 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 Vì cái trả nợ nó nhót 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 từ từ Đến một ngày nào Vì không cần bỏ họ Họ cũng bỏ vì Khi nợ nặng đã hết rồi Nó tự xa nhau Quý vị biết rằng là Đó là nói trong cái nghịch đó nghe còn trong cái thuận mà khi hết nợ nặng nó cũng xa luôn căng thận vô cùng đang thương yêu mình đang thương vô cùng thương thì hai người thương duyên thì hai người duyên thì nó mới cùng sống với nhau nhưng một người thương một người duyên một người không thương một người không duyên thì nó không bao giờ ghép lại được giống như hai bàn tay nó phải nắm lại nó mới dịnh lại nhau còn nếu một bàn tay nắm một bàn tay buông thì nó duột nên cái nhân duyên quả báo nó là như vậy đó quý vị nó đó là trong cái nghịch mình muốn xa đó còn trong cái thuận không muốn xa nó cũng có xa trong cái nghịch khi nó xa thì mình cảm thấy à thiếu nợ trả xong rồi nhưng trong cái thuận nó xa cực kỳ khổ đau vì sao vì quý vị bị, bị, bị hút hẳn vì nó quá thuận rồi quá thương mình rồi tự nhiên đùng cái chồng mình có vợ bé đùng cái vợ mình đi có thằng khác nó nói rằng bây giờ phải chia tay mình hỏi vì sao tại vì thấy quá thương nhau mà vì sao phải chia tay cái, cái câu gì sao này khó giải thích được với những người không biết tu còn người biết tu thì nói hết duyên hết nợ Đúng Hết duyên hết nợ nó, Nhưng mà mình còn thương Tại vì mình còn duyên mình còn nợ Nhưng mà người ta hết duyên hết nợ Nó, Nên trong cái cõi đời này Nếu nói về tính nhân quả Nó như một màn lưới của nhân quả thuận nghịch vậy đó Nó dễ đầy nó bao phủ luôn một dòng một một màn lưới của nhân quả nó bao phủ luôn nên những đức khuyên cái cô bên mỹ có hỏi những đức đó bây giờ trong cái nghịch đó đó Giờ con sinh ra mới 4 tháng đúng không Khổ cung cực luôn Nó chưa bỏ mình Thì tuyệt đối bản thân mình phải cố gắng niệm Phật Đến một ngày nào hết nợ Tự nhiên nó sẽ Muốn chia tay với mình Nhưng mà coi chừng cái vị niệm Phật á Tự nhiên nó tiêu nghiệp Nó lại nợ nó lại quay lại Là giữa mình với họ còn Nhưng mà lúc này là nghịch nhưng mà mình niệm Phật thời gian nó trở lại thuận Coi chừng tới thuận vì không tu đó Nó 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 có cái thuận mà nghịch là gì đó Tới nó quay lại thuận, thuận lại không tu Ở đây quý vị biết bao nhiêu con người này Lúc xưa chưa tu nó khổ cùng cực luôn Chồng nó không thương yêu Nhưng mà bây giờ tu tập thời gian chồng nó thương lại Rồi mấy bà cũng bị trở ngại tu không được luôn Đó phải không Trong cái thuận nó có cái nghịch đó Nó bởi vì trong cái cuộc đời này đừng có cầu thuận Đừng cầu nghịch Thuận đến thì cũng hiểu nó là vô thường Nghịch đến nó cũng là vô thường Nên Phật Thích Ca Mâu Niên này nói rằng Các con hãy trả nợ một đời ngắn ngủi thôi Đó thấy chưa Thuận là cũng trả nợ đó Nghịch thì cũng trả nợ Tại đến khỏi này là trả nợ Giai trả với nhau đòi nợ trả nợ báo ơn báo quát Nguyên lý này rất quan trọng Mà khi bị nghe gì thì rất dễ hiểu Vì những đức phân tích Nó quá dễ hiểu rồi Tại vì vị không chịu hiểu À thấy chưa Nó quá dễ hiểu mà mình không chịu hiểu À, hoặc là nghe gì rồi nó thoải mái cái tâm nhưng mà bước ra rồi nó gặp sự nghịch cảnh nghịch duyên nó làm cho mình quên đi cái điều như đức nói nghe gì thì thấy nó hưng khởi tâm nhưng mà khi bước ra ngoài nè một chút rồi quên mất tiền nên tại sao mỗi lần tu xong nói vì vừa tu xong nó lắng động tâm nó lắng động tâm nên nói nó đi vào cái tâm quý vị được nó thông được tâm dễ hơn là khi quý vị chưa tu khi vị chưa tu thì nó quá là tần số loạn nên đưa Phật pháp vào không có tiếp nhận được nên khi mình tu xong là hành giải khi hành á, thì tâm mình nó thanh tịnh lại giải là nói ra thì nó mới tiếp nhận được đó là cái rất là quan trọng nên từ nơi đó mà quý vị để ý lúc này những Đức nói chuyện á, thì nhiều người bị nghe bị thấy trọng tâm cao hơn là vì sao vì hành giải lúc trước á, là giải hành nói giải mà không hành bao nhiêu thì nó cũng không đạt bây giờ là hành là tu trước rồi giải sau nó có kết quả hơn nó nên cái hành giải là cái số 1 của phật pháp dạy luôn còn cái giải hành thì còn có thể còn nói mà không làm được thì chịu thua chịu thua luôn cho nên những đức nói với vị cái ác lớn nhất của con người cái ác lớn nhất của con người là cái gì vậy không không phải miệng nói ác mà là tâm ác cái ác lớn nhất của con người không phải dối người khác mà dối mình Tại vì sao? Vì mình dám dối mình là bản thân mình sẽ dối hết người khác. Nó, quý vị phải nhớ kỹ điều này đó. Nên cái mà ác nhất là gì? Miệng nói rất ngọt ngào, nhưng tâm cực kỳ ác là giao bua. Nên quý vị rất dễ bị lầm những con người nói chuyện ngọt ngào. Rất đáng sợ. Vì sao? Vì lời nói của họ có thể lấy lòng được quý vị. Quý vị có thể bị chết trong cái sự ngọt ngào đó cái sự nói nhẹ nhàng ngọt ngào đó sẽ chết trong đó bỏ ăn tình vô đó và bị vị đặt lòng tin vào đó nhưng họ dẫn dắt quý vị đi đến cái quỹ đạo mà bản thân quý vị ra không được quý vị biết rằng dùng cái câu ngọt mặt chết ruồi biển nha con ruồi nó thấy đường nó thích nó chạy nó bay lại nó nó đậu vào nó dính trong mặt đó luôn thấy không nên con người chúng ta là thường thấy cái gì hoa mỹ là mình rất thích cái gì cao siêu mình không làm được thì mình ngưỡng một Cao siêu không làm được thì ngưỡng một Mà cái gì hoa mỹ Thì quý vị lại mê Từ nơi đó mà quý vị, vị bị xa lầy Là ngay cái chỗ đó đó Chúng ta bị xa lầy là ngay chỗ đó đó quý vị Nên cái gì mà, mà mà họ đến gần mình Họ nói quá là Nhẹ nhàng quá ngọt ngào Là quý vị, vị hết sức cẩn thận Hết sức cẩn thận luôn Quý vị biết rằng gần những đứa có một người Họ nói chuyện rất là ngọt ngào mà người này là người nam Họ rất ngọt luôn Họ mỗi lần gặp những đức là Họ nào là bóp tay cho những đức Nào là họ lo những đức vô cùng luôn Nhưng mà cuối cùng cái người đó Đối xử những đức sao biết không Là họ chở mặt 180 độ luôn Không đơn giản đâu quý vị à Nên từ nơi đó mà cái người ngọt ngào Không phải là ác đâu Cũng tùy người nghe Nhưng mà quý vị hết sức cẩn thận Hết sức cẩn thận Nếu mà Nó ngọt mặt chết rùi lên như vậy nên bản thân mình khi đã tin nhân quả rồi thì ngọt hay 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 thẳng gì thì mình cũng tin nhân quả hết trơn thì làm sao nó tại vì nó, nó nó không lẽ bây giờ mình đi nghi ngờ mình đi lo gì giờ nếu bây giờ mình đụng ai mình cũng đi nghi chứ thì bản thân mình sống vô vị quá nên mình cái chỗ đặc biệt của nhà phật vậy là tin nhân quả khi đã tin nhân quả rồi thì thôi kệ người ta ngọt với mình cũng được mà tâm ác cũng mặc kệ người ta tại vì người ta ác tâm thì giống như sắt ăn xét sát ăn xét ăn sắc thôi còn mình sống thì sao bằng tặng đây lòng mình Mình sống cho, cho tốt Còn con người thì không ai mà trọn vẹn Nó là nhân vô thập toàn không nói gì. Nó thật sự bị biết Hai ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Những đứa ở đây tổ chức này. Số lượng người Của bữa đầu tiên Giá chót cũng 6 ngày Nào, Bữa sau rất là đông Đông còn hơn bữa trước nữa Đông vô cùng không biết bao nhiêu nhớ Tu mà nói đông Từ trong nước ngoài nước Đông lắm thì vị biết rằng là vì để ý đi rồi vị sẽ thấy Cái bữa đầu tiên Còn đúng một lại cuối cùng Không biết tự nhiên dừng lại Rồi phải Bật cái công đoạn khác Để vào cái Cái thu âm này nó mới phát lên Cái điều cuối cùng mới nhớ không Rồi hồi hướng kết thúc nó Một chút tí đó, đó Bữa sau lại lễ xong hết trơn luôn Tới phục nguyện tự nhiên Rước mạng sạch nhất luôn kinh chưa? Ý muốn nhắc chúng ta cái gì, quý vị không? Sự thành đạt trong cuộc đời không có cái gì mà tròn dạng, ấy. cái cõi đời này không có gì tròn dạng. Giống như bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Nên quý vị nhớ, có những cái thành công mà quý vị đừng dội vàng, cho rằng nó là viên mãn. Nhất định trong tròn thì nó phải có méo, mà trong méo nó có tròn như cổng tóc vậy. Đó cái góc độ nhìn dài thì dài mà góc độ nhìn ngang thì nó tròn thôi nên từ nơi đó mà mỗi một người sống trong cuộc đời này quý vị khi nhận thức được đó thì cái tin nhân quả là cái cực kỳ hay cái tin nhân quả là cái cực kỳ hay nên những đứa khuyên những người phụ nữ khổ đau cung cực luôn mỗi ngày hãy niệm phật đi và nghe như vậy này để thông tâm và hãy vui trả cuộc đời này cho sống đi vui trả cho sống đi như giờ những đứa tu tập những đứa cũng gặp sự cố vậy chứ bụi như đức không gặp sao ai trong cuộc đời này tu tập mà không gặp đức thích ca mâu ni ngài đã thành phật rồi mà ngài còn ăn lúa ngựa kìa ba tháng ăn cư kiết hạ mà ngài còn gặp sự cố kìa ngoại đạo nó chặn hết cái nguồn lương, lương thực mà ngài cuối cùng phải ăn lúa ngựa đó quý vị mà ngài đã thành phật rồi đó nghe nó quý vị coi ha, nên giống đức thích ca mâu ni mà ngài tu tập mà ngài ngồi khỏi bồ đề sắp sửa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì quý vị biết rằng là ma dương đem bao nhiêu là cái sự cám dỗ đến Thì như bản thân chúng ta Nếu một đời này muốn tu hành giải thoát Mà gặp một tịnh độ này tu hành là dễ nhất rồi đó Có bổ nguyện, gia trì đó Nhưng mà chúng ta cũng phải gặp sự khảo đạo và thử thách Sự khảo đạo và thử thách Đó cuối cùng bản thân bạn có tu hay không đó là quan trọng Nếu như bạn không tu thì bạn rớt, bạn thất bại Nên có những con người người ta tu tập Người ta bị sự cố gì mình pha hóa cười người ta Vì khi một ngày nào Khi mình gặp sự cố mình có còn tu như người ta hay không nó cái quan trọng là khi gặp sự cố có chịu tung hay không giống như một con người khi đã dấp té rồi mà có đứng lên hay không là quan trọng đó nên phải nhớ mình cuộc đời có mấy mươi năm ngắn ngủi nên đây là những điều chúng ta học tập chia sẻ với nhau cố gắng nắm chắc câu vật hiệu đừng bỏ hãy nắm chắc câu vật hiệu đi hãy tin nhân quả đi dù khổ đau gì hãy cố gắng niệm phật đi sao cơn mưa chờ lại sáng thôi hiểu chưa mưa xong rồi cũng sáng thôi heo quý vị sáng rồi thì tới mưa Cái cuộc đời là gì? Mưa rồi sáng, sáng rồi mưa Gió rồi cái hết gió Hết gió rồi gió Giống như có điện thì sáng mà hết điện thì tắt Tắt điện thì tối thôi Hiểu không? Cuộc đời nó cứ quay quằn gì hoài đó Thôi cố gắng Chúc quý vị an lạc nha Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị Ai với đạo Phật